Hello, xin chào tất cả các em nha. Là thầy Di đây. Thì hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2021, thầy xin gửi đến các em một cái câu đồ thị công suất theo phi. Ok. Đó, thì nó là một cái dạng của đồ thị hàm lượng giác. Nó đọc cái đề nha. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R cùng cảm thuận L. Chà, hoặc nó có thể có C cũng được, để mà có tụ điện cũng được. Rồi phi là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất và mạch tiêu thụ theo giá trị của phi. Giá trị của phi một gần nhất với giá trị nào sau đây? Ok. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có một cái hàm công suất theo biến phi. Ok chưa? Nhưng công suất của chúng ta bắt đầu công thức gốc của công suất lại ở đâu? Đây. B của mình nè bằng u y cos phi nè. Đó, đây là công thức gốc của chúng ta. Bây giờ á, cái việc của chúng ta là cần làm sao cho cái công thức này nè chỉ có là hàm b theo biến phi thôi, còn lại không còn cái biến nào khác. Thì bây giờ mình quan sát đây ha, mình thấy rõ ràng là u của mình là không đổi, ok chưa? Chỉ có y và cos phi là thay đổi thôi, mà cos phi là hợp lý rồi, là đúng cái biến của mình rồi, cho nên là mình không đổi cos phi, đúng mà mình biến đổi y sao cho nó quy về cái gì, cái hàm của mình, không à? Cái hàm phi của mình, chứ để y vừa biến y mà vừa biến cos phi là xong, khó làm luôn, không à? Còn nếu mà mình lỡ mình đổi ra biến r cũng khó làm được luôn, được chưa? Cho nên nó là đừng có đổi ra biến r, làm sao đó để cho nó, thì bây giờ thầy làm vậy ha, u nè, bây giờ đây là y, y thì thầy sẽ chuyển thành u chia cho z, đúng không à? Đó, thì z sẽ mang biến cos phi nằm đây, đó, sau đó thầy nhân cho ZL trừ ZC ở trên, rồi nhân cho ZL trừ ZC ở dưới, để chi? Để chi ha, bây giờ mình để ý nè, do R là biến thiên, cho nên là những cái Z còn lại nó không thay đổi, ok không? Cho nên thầy nhân trên nhân dưới cái cụm này là nhân cho những cái số mà không phải là biến, nhưng mà nó triệt tiêu nhau, nó mất tiêu luôn. Đó, vấn đề là tư duy ở chỗ đó, đây là U bình nè, chia đi cho ZL trừ ZC với mẫu nè. Còn cái cụm mà ZL trừ ZC mà chia cho Z nè, thì trong lớp học nói rất là nhiều ha mọi người, đó chính là sin phi, đúng không ạ? Sin phi nhân đi cho cos phi, hợp lý chưa? Rồi bằng nè, bây giờ thầy nhân cho số 2 ở trên nhân số 2 ở dưới, thì thầy có được là u bình chia cho hai lần ZL trừ đi cho ZC, được chưa? Còn hai lần sin nhân cos chính là sin của hai phi, ok chưa? Đây chính là công thức công suất theo biến phi trong mạch có R biến thiên. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại ha, coi coi có hợp lý hàm này không? Quá hợp lý luôn. Tại vì khi phi bằng không nó bằng không. Khi phi bằng một số nào đó mà mình có thể đoán được đó là bi chia 4 thì sin của bi chia 2 ra 1 nó ra đỉnh. Được chưa? Sau đó thì khi phi của mình bằng bi chia 2 là nó tốt ở chỗ này nè. Đó là sin của 2 bi là bằng không. Dạ, nằm ở đây. Sin của bi chứ, sorry, nó bằng không, nằm đây. Thì ở đây mình biết ở đây là bi luôn á. Được chưa? Không cần nói nhiều. Rồi ok, chúng ta giải bài này thôi. Chúng ta có một cái B mắc. Giờ chúng ta ghi ha. Chúng ta có một cái B B1 đi, B1 trước đi. Là bằng U bình. Được chưa? Chia đi cho căn ở chỗ. Chia đi cho hai lần ZL trừ đi cho ZC. Tất cả nhân đi cho sin 2 phi 1. Được chưa? Rồi B mắc là bằng U bình chia cho hai lần ZL trừ ZC. Được chưa? Nhìn rồi vậy thôi, lúc đó sin bằng một, đúng không? B mắc khi sin bằng một thôi. Rồi bây giờ chúng ta thấy là B1 mà chia cho B1 là nó chiếm 3 phần, còn B mắc nó chiếm 4 phần, để chia đi, đúng không? Chia đi, móc lại, suy ra B1 chia đi cho B mắc thì nó sẽ bằng đi cho sin 2 phi 1 mở bằng 3 phần 4 luôn, đúng không? B1 là 93 ô, là 94 ô, B mắc 94 ô, vậy suy ra 2 phi 1, nói chung là phi 1 bằng một câu luôn cho nhanh. Đặt sin xong chia 2 ha. Bấm thay đổi qua radian. Shift sin 3 phần 4. Được chưa? Rồi mình đem chia cho 2. 0,424. 0,424 radian.
Chưa? Chúng ta chọn đáp án là câu A. Ok. Rồi, giờ là thầy đã giải xong câu đồ thị công suất theo biến phi và với bài toán R biến thiên. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi Facebook của thầy để đón xem các video hấp dẫn tiếp theo. Rất cảm ơn các em.